Đây, một cái loại cây mà lần đầu tiên tôi mới thấy đây, kêu là Nanyan Tree. Rất là đẹp. Rất là đẹp các bạn ơi, rất là đẹp. Đây, Nanyan Tree. Cây Nanyan Tree. Các bạn nhớ nghe, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành ngọn núi cao. Nghe chưa các bạn? Vì vậy các bạn hãy giúp tôi và giúp cái ông Dave trong cái việc record. Nghe chưa các bạn? Đấy, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành ngọn núi cao. Mong các bạn nhớ cái chuyện đó. Và đồng thời như tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần, à, bảo tôi là không có biết cái gì hết về luật lệ record. Thì bởi vậy tôi mới nhờ, tôi là tổng đạo diễn của cái cuộc record này, ông Tạ Đức Tý, ông thị trưởng Tạ Đức Tý và bà phó thị trưởng Kimberly Hồ, và ông coi như là councilman của Chuck Phí Mạnh. Và chúng tôi đã nhờ những cái người hiểu biết. Bây giờ thôi, bởi vì chúng tôi không biết cái gì hết, nhưng mà tôi là tổng đạo diễn đó các bạn ơi. Đây là những cái country mà các bạn nhớ. Nhớ rằng một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Chống đi, kéo nhau qua bên này mà chống nè, hiểu chưa?